Xin chào các bạn và các em đã quay trở lại với kênh ông giáo Vlog. Tiếp tục với các môn học trong chương trình giáo dục phổ thông mới sách lớp 2, thầy tiếp tục hướng dẫn cho chúng ta môn tiếng Việt lớp 2 tập 2, bộ sách Cánh Diều. Và thầy cũng hy vọng chúng ta hãy like và đăng ký kênh cũng như chia sẻ video để ủng hộ giáo ra những video tiếp theo. Bên cạnh đó, chúng mình hãy nhấn chuông thông báo để nhận được những video mới nhất của ông giáo. Và bây giờ thầy mời chúng ta mở sách tiếng Việt lớp 2 tập 2, bộ sách Cánh Diều tuần 32 để thực hiện một số hoạt động trong bài viết số 2 viết về đất nước con người Việt Nam. Trước khi đến với phần viết về đất nước con người Việt Nam, chúng mình sẽ thực hiện hoạt động đầu tiên, đó là tìm từ thích hợp với mỗi dòng theo gợi ý dưới đây. Viết vào mỗi ô trống một chữ cái, sau đó đọc chữ trên cột dọc màu cam. Và đây chúng mình sẽ có 6 dòng tương ứng với 6 câu hỏi, và chúng ta sẽ tìm những cái từ mà ở giống như từ khóa dòng chữ màu cam này, và chúng ta sẽ đọc tên trên cột màu cam này nhé. Và chúng ta sẽ có gợi ý đó sẽ là những câu hỏi, và chúng mình hãy thực hiện hoạt động đầu tiên. Trong 6 câu hỏi chúng mình thấy là tên nước ta bắt đầu bằng chữ V này, và bây giờ thầy sẽ hỏi luôn nhé. Bây giờ bạn nào có thể cho thầy biết dòng đầu tiên, tức là ô hàng ô đầu tiên này, và cho thầy biết tên nước ta bắt đầu bằng chữ V. Tên nước ta bắt đầu bằng chữ V. Chính xác, rất là đơn giản đúng không? Đó là Việt Nam đúng không? Và hàng chữ màu cam chúng ta đã điền được chữ tờ vào nhé. Tiếp theo, dòng chữ thứ hai đó là tổ tiên rồi. Bây giờ dòng chữ thứ ba, bạn nào có thể cho thầy biết đó là tên vị thần là ông tổ của nước ta bắt đầu bằng chữ Lạc. Chúng mình đã học tập đọc đúng không? Vậy thì chúng ta biết là tên vị thần là ông tổ của nước ta bắt đầu bằng chữ Lạc đó là ai? Chính xác, đó là Lạc Long Quân đúng không? Và trừ từ khóa màu cam sẽ là Q. Tiếp theo câu số 4 nhé. Câu số 4 chúng mình sẽ có gợi ý như sau. Tên người mẹ đẻ ra trăm trứng bắt đầu bằng chữ ở. Tên người mẹ đẻ ra trăm trứng bắt đầu bằng chữ ở. Đó là ai? Chúng mình vừa được học bài tập đọc đấy. À, đó là Âu Cơ. Chính xác. Và câu số 5 người ta đã tìm cho chúng ta rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đến dòng thứ 6, dòng cuối cùng nhé. Câu số 5 chúng ta thấy là có chữ ô và dấu sắc. Câu số 4 chúng mình đã tìm được là chữ U nhé. Và câu số 6 đó là tên vùng đất các vua Hùng đóng đô bắt đầu bằng chữ P. Tên vùng đất các vua Hùng đóng đô bắt đầu bằng chữ P. Hàng năm cứ ngày giỗ tổ người ta đi về đâu để tưởng nhớ các vua Hùng các em? À đúng rồi, đó là tỉnh Phong Châu đúng không? Phong Châu, Phong Châu ngày xưa nay là Phú Thọ nhé. Và chúng ta thấy là đó là nơi đóng đô đúng không, của con trưởng của Lạc Long Quân đúng không, con trưởng của Âu Cơ. Và như vậy chúng mình thấy đó là Phong Châu. Phong Châu là một tỉnh hiện nay của là Phú Thọ. Phong Châu hiện nay là Phú Thọ nhé. Và bây giờ chúng mình thấy là từ khóa trong phần màu cam ở đây đó là từ gì? À đúng rồi, chính xác, đó là từ Tổ quốc đúng không? Như vậy chúng mình đã hoàn thành xong hoạt động đầu tiên. Bây giờ chúng ta sẽ sang hoạt động thứ hai, đó là viết 4 đến 5 câu kể những điều em biết về đất nước và con người Việt Nam. Viết 4 đến 5 câu kể về những điều em biết về đất nước và con người Việt Nam. Thì chúng mình đang học chủ đề đúng không? Quê hương đất nước. Và chúng ta thấy là đất nước của chúng mình cũng rất là đẹp đúng không? Có nhiều cảnh đẹp này. Con người thì như thế nào? À, hiền hòa này, chịu thương chịu khó này. Vậy thì dựa vào những bài tập đọc chúng mình đã được học hoặc những câu chuyện chúng mình đã được nghe, được kể hoặc có thể đọc qua sách báo, vậy chúng mình hãy kể những điều em biết về đất nước. Những điều em biết về đất nước đó là
những điều như ví dụ như là cảnh đẹp của đất nước này, đúng không? Con người thì như thế nào này, và đất nước ta là có lịch sử như thế nào này, đúng không? Vậy bây giờ chúng mình có thể dừng video, viết 4 đến 5 câu kể về những điều em biết về đất nước và con người Việt Nam chúng ta được không? Rồi, bây giờ thầy sẽ đưa ra một số bài văn mẫu cho chúng ta tham khảo nhé. Sau khi tham khảo xong, chúng mình hãy tự viết 4 đến 5 câu kể về những điều em biết về đất nước và con người Việt Nam nhé. Đầu tiên, một bài văn thầy sẽ đưa lên cho chúng ta tham khảo đó là bài văn mẫu đầu tiên, những bài học lớp 2 đã giúp em có thêm hiểu biết về đất nước, con người Việt Nam. Quê hương đất nước Việt Nam rất tươi đẹp. Người Việt Nam có tổ tiên là nòi rồng, giống tiên. Người Việt Nam gọi nhau là đồng bào vì cùng sinh ra từ bọc trăm trứng của mẹ Âu Cơ. Nước Việt Nam có Bác Hồ. Thiếu nhi Việt Nam rất thông minh, đáng yêu. Bác Hồ rất yêu quý thiếu nhi. Đây là chúng mình đã thấy một bạn học sinh viết 4 đến 5 câu kệ về đất nước và con người Việt Nam dựa vào chủ đề bạn ấy đã được học, đúng không? Đó là chủ đề quê hương Việt Nam. Chúng mình thấy những điều như là người Việt Nam, quê hương đất nước Việt Nam rất tươi đẹp này, đúng không? Người Việt Nam có tổ tiên là nòi rồng giống tiên, giống như bài đọc con rồng cháu tiên chúng mình đã được học, đúng không? Người Việt Nam gọi nhau là đồng bào vì cùng sinh ra từ bọc trăm trứng của mẹ Âu Cơ. Nước Việt Nam có Bác Hồ, bạn ấy đang nói về bài đọc thứ hai, đó là thư trùng thu, đúng không? Và chúng mình thấy là những lời bạn ấy chia sẻ đó là thiếu nhi Việt Nam rất thông minh, đáng yêu, Bác Hồ rất yêu quý thiếu nhi. Đó là bạn ấy đã viết 4 đến 5 câu kể về đất nước cũng như con người Việt Nam. Tiếp theo, bài văn mẫu số 2. Đất nước Việt Nam là một đất nước có lịch sử lâu đời. Khắp dải đất Việt Nam hình chữ S, ta có thể bắt gặp rất nhiều những khung cảnh thiên nhiên tươi đẹp, kỳ vĩ. Người dân Việt Nam ai cũng thân thiện, chăm chỉ và chịu khó. Dù bao khó khăn gian khổ, mọi người vẫn luôn đoàn kết cùng nhau vượt qua vì tất cả đều là đồng bào ruột thịt. Đây là bài văn mẫu số 2, chúng mình có thể đọc lại nhé. Tiếp theo, thầy sẽ cho chúng ta quan sát bài văn mẫu số 3. Bài văn mẫu số 3 có nội dung như sau: Đất nước Việt Nam xinh đẹp vô cùng, nơi đây có rất nhiều cảnh đẹp, con người Việt Nam rất thân thiện, chăm chỉ và hiếu khách. Nhân dân Việt Nam luôn đoàn kết, em rất tự hào về đất nước của mình. Đây là bài văn mẫu số 3. Vậy thì dựa vào ba bài văn mẫu thầy vừa đưa lên màn hình, đúng không? Chúng mình sẽ tự viết 4 đến 5 câu kể về đất nước và con người Việt Nam. À, có rất là nhiều điều chúng mình sẽ kể về đất nước cũng như con người Việt Nam, đúng không? Như vậy là thầy vừa hướng dẫn cho chúng ta một số hoạt động trong bài viết số 2 tuần 32, viết về đất nước, con người Việt Nam. Bạn nào thấy hay thì like và đăng ký kênh cũng như chia sẻ video để ủng hộ giáo ra những video tiếp theo. Xin chân thành cảm ơn các bạn rất là nhiều.